thời gian tổ chức kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12 năm nay, trong đó bao gồm việc tổ chức lễ hội Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 320 năm khát vọng vươn cao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng và các hoạt động trọng tâm khác như tổ chức triển lãm ảnh, triển lãm mỹ thuật, tổ chức các chương trình, cuộc thi, tìm hiểu về 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tuần lễ sách Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 320 năm, phát động chùm tour đặc biệt, lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 7 triệu đến thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các lễ hội, hội thảo chuyên đề và triển lãm về xây dựng phát triển của thành phố và phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong tiến trình hội nhập.